Mình quay mến chào cô chú anh chị các bạn nha. Quay con siêu phẩm này nè, làm hôm mấy bữa nay nè. Đây anh bị sụp cái hố rồi nè. Giờ đang chờ nhập lại cứu. Rồi. Giờ chờ cá mát là giải cứu nha cả nhà. Siêu phẩm. Nó bị sập cái giếng gì rồi. Quay phát quà không quay hả chú Minh? Quay phát quà từ thiện không chịu quay mà. Xe cá mát. Xe cơm mát nãy giải ra không giải cứu được như thế nha, nó lại nó bị dính đẳng rồi, cái thôi cho nó về luôn, giờ chưa chôn đe lại đó. Con này là không đụng hàng luôn nha cả nhà. Đó. Mỹ luôn nè, nay vàng luôn nè. Con này tại nó đi cài sới cũ rồi chứ rửa lên mới mà. Nghe máy nổ im không? Nhẹ nhàng. Cái nhẹ. Hồi nãy kia cá mát mà cá mát nó đi tới đó nó bị lúng. Nên không nhờ nữa, nên chờ gân đe lại. Mới lạnh này cả nhà. Là mình gắn mười mấy tê á. Con này chắc đời 92 đó.
xuống luôn, rồi là rút luôn. Hai em quay Hyundai nha, quay Hyundai cho cả nhà xem.